Vân về Việt Nam cách đây 17 năm và Vân bắt đầu con đường nghệ sĩ của mình. Trong 17 năm qua thì nó chật vật rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ. Nhưng mà trong quá trình phát triển của cái sự nghiệp cá nhân thì Vân càng lúc càng thấy mình có nhiều đam mê hơn và nhiều cái sự tham lam trỗi dậy hơn nữa. Khao khát và tham lam cho nên Vân đi nhiều, học hỏi nhiều và tìm tòi rất nhiều. Trong những lần đó, càng học hỏi nhiều càng thấy mình tham lam hơn. Nhưng mà tham lam ở đây không phải là tham lam cho chính bản thân Vân. Tham lam để cho mình làm như thế nào tốt hơn cho nền giải trí Việt Nam. Tham lam hơn nữa để làm sao mình có thể xây dựng những cái bước tiếp theo nó tốt hơn. Bởi vì thế, Vân mới bắt đầu cách đây 8 năm ra đời công ty VA để làm một cái nền tảng cố gắng đào tạo nên nhóm nghệ sĩ nối bước tiếp theo và từ đó ra đời nhóm 365. Thì khi bắt đầu ra đời nhóm 365 để cố gắng hoàn thiện những cái bước đến gần hơn với khán giả và loại đi những cái khó khăn của một người nghệ sĩ có thể bắt gặp khi mà họ trên đường phát triển sự nghiệp của mình, và sau đó thì lại tiếp tục dấn thân vào bên lĩnh vực điện ảnh. Thì ngoài giải trí ra thì mình lại đi đến bước tiếp theo là lĩnh vực điện ảnh, và mình cũng đóng phim, mình cũng tham gia vào những bộ phim. Rồi sau đó mình cảm thấy là nó cũng chưa đủ làm những cái khao khát trong mình nó vẫn lớn và nó vẫn cháy. Thế thì Vân lại khăn gói lên đường đi học tiếp và đi tìm tòi tiếp và cố gắng hơn nữa. Bởi vì sao? Tại vì Vân thấy Vân lại một lần nữa tham lam nhiều hơn nữa. Nhưng mà tham lam lần thứ hai này cũng không phải là tham lam cho chính bản thân Vân, mà tham lam như thế nào để cho thị trường phim Việt Nam nó tốt hơn. Thì sau khi nhận thấy cái sự tham lam và khao khát của mình nó càng ngày càng lớn hơn thì càng đi càng học càng thấy rằng mình phải làm cái gì đó. Và từ đó cho đi thì Vân lại dấn thân vào làm phim. Và khi làm phim thì mình lại làm như thế nào để mình có thể làm tốt nhất có thể với tất cả những cái vốn liếng mà mình học hỏi, mình đem về để mình làm tốt hơn nữa. Và vì thế Studio 68 lại bắt đầu ra đời. Và với những gì mà đến ngày hôm nay chúng ta có thể thấy thì Vân cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì Vân có một cái đội ngũ và những người cũng khao khát, cũng đam mê và cũng tham lam giống như Vân. Ngày hôm nay thì ở đây thì với những cái gì thành công cho 2017 thì Vân chỉ có thể nói là tạm thời thôi. Nhưng mà xin cho Vân chia sẻ một đôi chút, cũng giống như là một cái người đại diện cho cả một ekip, nói về tầm nhìn và sứ mệnh cho những năm tiếp theo của Studio 68 cũng như là toàn thể ba công ty mà hiện tại ekip đang theo. Rồi, Vân xin lỗi là tại vì mình nhiều khi nghệ sĩ quá mà kêu bấm cái này cũng không có rõ. Rồi, để thấy được một cái nền tảng cũng giống như là những gì mà VA Studio 68 và quỹ Norwester đã làm thì ngay tại đây thì Vân có thể cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng tôi đã làm được những gì trong năm 2017. Trước tiên là hồi nãy giống như Roy Phạm đã giới thiệu cho chúng ta là Vân thì nói theo cái ngôn ngữ nghệ sĩ cho anh dễ hiểu, đó là một công ty quỹ, một cái quỹ. Mà cái quỹ này á, là bởi vì cái khao khát khi mà nó đã quá lớn rồi thì nó không thể nào tính từ một phim hay hai phim hay ba phim nữa. Nhưng mà cả ekip đều có cùng chung một cái tham vọng, đó là làm như thế nào để phát triển 5 năm tiếp theo và 10 năm tiếp theo. Thì cái quỹ đầu tư này chủ đích là để liên kết và làm việc với những nhà đầu tư khác cùng muốn cho nền điện ảnh Việt Nam phát triển một cách mạnh mẽ, chắc chắn hơn. Và tất cả những gì họ bỏ vào thì họ sẽ thấy được những sự thành công đó. Cái thứ hai là công ty Studio 68. Studio 68 là hợp thức hóa tất cả những cái phát hành hay sản xuất về những cái bộ phim mà chúng tôi đã phát hành và tiếp tục sẽ sản xuất. Và cái công ty thứ ba là Vietnam Artist Agency là sẽ điều hành tất cả các anh chị em nghệ sĩ làm việc trực tiếp với tất cả những diễn viên, những ca sĩ và tất cả những người nghệ sĩ đại diện cho họ trong nước và ngoài nước. Thì hợp thức hóa với trong ba công ty trên
để có một công ty nữa mà hồi nãy Roy Phạm cũng có nói sơ qua là Northwestern International, bởi vì tầm nhìn của chúng tôi là không phải ở thị trường Việt Nam, nhưng mà chúng tôi sẽ còn nghĩ xa hơn là tương lai mình sẽ có những cái cooperation, những cái sự hợp tác bắt tay cùng với lại những công ty nước ngoài, những cái dự án sản xuất cùng với những cái công ty bên Hollywood. Và đến thời điểm này thì trong 2017 làm hết tất cả những thủ tục cho 4 công ty đó và 3 phim điện ảnh đã được phát hành, đã được sản xuất, đó là Cô Ba Sài Gòn đã có mặt trên thị trường và mọi người đã thấy được sự thành công của Cô Ba Sài Gòn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có Về Quê Ăn Tết, là một bộ phim gia đình mang một cái thông điệp sâu sắc hơn về tình nghĩa gia đình và sẽ được phát hành vào ngay mùng 1 Tết. Và một bộ phim nữa mà Vân cũng cùng với ekip chưa có giới thiệu đến tất cả mọi người, đó là một bộ phim nói về một bộ môn nghệ thuật cải lương ở Việt Nam, lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh bởi một người đạo diễn rất là tài năng, và bộ phim đó được mang tên là Sông Lan. Thì ba bộ phim này đã được sản xuất trong 2017 và đang xếp hàng chờ ra đặt vào 2018. Ngoài đó thì Vân cảm thấy Vân rất là tự hào khi mà đã dùng hết một năm trong 2017 để xây dựng nên Studio 68. Thì tất cả mọi người hồi nãy cũng đã được giới thiệu sơ qua, thì đây là một trong những cái ước mơ và cái khao khát lớn nhất của Vân cũng hơn 3 năm qua, và lần đầu tiên thì nó cũng bắt đầu được hình thành, và đây là những cái gì mà chúng tôi đã làm được trong 2017. 5 năm tiếp theo thì nó sẽ được sản xuất và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho khán giả. Trước tiên thì xin cho Vân giới thiệu những dự án mà Studio 68 sẽ sản xuất trong 2018. Dự án đầu tiên đó là Về Quê Ăn Tết, thì dự án này đã sản xuất rồi và sẽ ra mắt vào mùng 1 Tết 2018. Dự án tiếp theo là, như hồi nãy Vân có nói chuyện tơ, những dự án này sẽ có những buổi họp báo riêng lẻ từng phần để giới thiệu sâu hơn về những dự án cũng như về câu chuyện, về kịch bản, về người, những người tham gia vào sản xuất cụ thể hơn cho các anh chị em báo chí. Và dự án đi vào sản xuất tháng 3 năm nay đó là dự án Hai Phượng. Đây có thể nói là Vân sẽ nói sơ ra một chút xíu, nhưng mà mình sẽ có những buổi họp báo riêng lẻ cho từng dự án. Dự án Hai Phượng là một dự án phim hành động tiếp theo cùng hợp tác do đạo diễn Lê Văn Kiệt sản xuất. Và trước khi đi tới cái dự án tiếp theo cho 2018 thì Vân xin nói sơ một chút xíu nữa, đó là đây là một cái dự án mà Vân cảm thấy rất là tâm đắc và ekip rất là tâm đắc, đó là ekip đã dùng hơn 2 năm để làm việc với lại một công ty truyện tranh hoạt hình tại Việt Nam, và đã có rất là nhiều buổi họp và rốt cuộc mới đi đến một cái thỏa thuận, và đây là một trong những dự án chính cho năm sau 2018 từ Studio 68, và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi chuyển thể từ một cái truyện tranh lên thành phim người đóng. Dự án được mang tên Trạng Tiến từ Thần Đồng Đất Việt. Đây có thể nói là một điều mà ekip cảm thấy rất là tự hào, bởi vì đã dùng một khoảng thời gian rất là lâu để mua lại cái bản quyền của truyện tranh Thần Đồng Đất Việt để chuyển thể nó thành phim điện ảnh. Bởi vì với tầm nhìn và với cái sứ mệnh thì chúng tôi luôn luôn tìm những cái nguồn gốc cụ thể từ Việt Nam để đem đến cho khán giả, và Chạm Tí là một trong những dự án lớn nhất và một trong những dự án chính cho 2018 năm sau. Bên cạnh đó thì chúng tôi có phát triển một dự án B nữa, đó là Bởi Sài Gòn Nhiều Nắng, là một romantic comedy cũng sẽ được bóng máy vào 2018 cho Noel, ra mắt vào Noel năm sau. Đây là 5 dự án sẽ được ra mắt vào 2018. Và sau đây thì xin cho Vân nói sơ về những dự án sẽ được phát hành trong 5 năm tiếp theo của Studio 68. Trước tiên thì với dòng phim gia đình và dòng phim thần thoại cổ tích, thì đây là một trong những cái thế mạnh mà Vân và ekip của mình muốn tập trung hết toàn lực để sản xuất, bởi vì đây là một cái dòng phim
rất là khó làm và làm cho một cái lượng khán giả rất rộng từ 6 tuổi cho tới 60 tuổi. Và trong khoảng thời gian 5 năm sắp tới thì công ty muốn tập trung vào cái mảng này, bởi vì chúng tôi có một cái tham vọng để trở thành một cái nhà sản xuất giống như là nhà chuột hay là Disney ở bên Mỹ, và chúng tôi mong rằng là chúng tôi có thể làm được cái điều đó. Thì Chẳng Tí sẽ là sản phẩm đứng đầu trong dòng phim này trong 5 năm sắp tới, và nếu như có thể, chúng tôi khao khát và mong muốn được sản xuất 5 tập phim Chẳng Tí, là cứ mỗi vào dịp Tết hoặc là mùa hè thì Chẳng Tí sẽ được ra và được gửi đến với những khán giả đã từng là khán giả ruột của phim của Chuyện Tranh Thần Đồng Đất Việt. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ phát triển kịch bản Thằng Bồm. Và dĩ nhiên là có một cái ở đây nó rất là lạ và mọi người cũng chắc cũng chưa hiểu, nhưng mà như Vân nói, ở mỗi một dự án mà công ty đưa ra thì chắc chắn sẽ có những buổi họp báo riêng lẻ để giới thiệu sâu hơn, nhưng mà đây là những kịch bản, những dự án được đưa vào phát triển. Thì ở đây chúng ta thấy có ông kẻ bị Unseen World, là một thế giới chưa bao giờ được thấy, thì đó cũng được đưa vào cái mapping lần này. Tiếp theo thì chúng ta ngoài những cái phim thần thoại cổ tích, những cái bộ phim mà những dự án được công ty đưa lên, thì chúng tôi muốn sau thành công của Tấm Cám Chuyện Chưa Kể thì chúng tôi sẽ phát triển thêm một số những cái series chuyện chưa kể tiếp theo. Và sau đây là những dự án mà chúng tôi sẽ đưa vào trong quá trình sản xuất và đang lên ấy, thì sau này thì có chúng ta sẽ phát triển dự án Thành Xanh, dự án Thánh Giống và dự án Sơn Tinh Thủy Tinh. Và xin cho Vân lặp lại, đó là đây là những dự án trong vòng 3 tới 5 năm tiếp. Ngoài những dự án chính thì chúng tôi cũng sẽ sản xuất những thể loại phim như romantic comedy hay là coming of age. Coming of age là cái thể loại phim nói về nghề nghiệp, nói về giống như là Cô Ba Sài Gòn, thì đó là một cái thể loại phim rất là mới và chúng tôi cũng muốn phát triển và để đưa vào cái quy trình sản xuất của chúng tôi. Thì chúng tôi có Phở. Đây là một dự án mà ekip đang cũng rất là thích. Sau đó thì chúng tôi có Đàn Bà 30. Đó là những romantic comedy giống như là những cái câu chuyện mà mình sẽ đưa đến cho người dân gần gũi hơn. Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, đó là những cái bộ phim từ cộng thêm một cái nữa là Dạ Khúc. Đây là những câu chuyện được phát triển từ nhóm kịch bản của ekip, cũng giống như là được làm việc với lại những tay bút trẻ giỏi nhất ở trên thị trường sách, và chúng tôi mua được những cái bản quyền đó và chúng tôi chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai dự án phim action, và hai dự án phim action này thì nó có Kho Báu Quốc Gia và một cái nữa là Đối Thủ. Là đây là những cái dự án mà VA đã cầm kịch bản trong tay và đang trên đà phát triển. Thì hầu như tất cả các dự án phim trong vòng từ 3 đến 5 năm tiếp theo của studio sản xuất có tổng thể sản xuất từ 1 triệu cho tới 2 triệu và 3 triệu đô. Là đó là tùy theo cái phần lớn nhất của những dự án phim. Vâng, đó là sơ lược về cái tầm nhìn của từ 3 đến 5 năm tiếp theo. Cho nên Vân muốn đứng lên để đưa ra một cái mapping như thế này để cho mọi người thấy rằng là thực ra để có một cái thị trường phát triển thì chúng ta phải có một cái tầm nhìn xa, và quan trọng hơn hết để có những thành công để sản xuất những bộ phim như thế này thì phải có sự đồng lòng góp sức, cũng giống như là cái chung tay cùng sản xuất ra những cái bộ phim, những cái sản phẩm mang một cái chất lượng cao hơn để cho thị trường chúng ta ngày càng tiến xa hơn nữa. Và đó là một trong những cái khao khát, những cái đam mê và những cái khát vọng lớn nhất của chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ gặp những người có khao khát, khát vọng và đam mê giống như chúng tôi để chúng ta có thể hình thành để làm nên một thị trường tốt hơn cho ngày mai. Cảm ơn.